380.000 một ký. 380.000 một ký. Còn giá mắc nhất mà. À không, nếu mà mua từ 2 ký là giá 360.000. Soda box như sao? 360.000. Ừ. Đó là tôm hùm mẹ mình bán. Con sẽ, rồi ba cầm đi hai con so sánh đi. Rồi. Được, con đưa hai con kế nhau. Rồi mình nói các bạn hãy ủng hộ cho cô Sạch Cần Giờ nhà mình nhé. Các bạn hãy ủng hộ cho cô Sạch Cần Giờ nhà mình nhé. Lúc nào cũng sẽ có hàng tươi ngon. Lúc nào cũng sẽ có hàng tươi ngon và bẩn. Ủng hộ để cô có tiền mua thuốc cho mình. Ok, cảm ơn các bạn. Mẹ Phúc bán giá bao nhiêu con biết không? Bán giá 380.000. 380.000 một ký. Rồi bây giờ các con thử để lên cân, các con cân thử cho mọi người xem nó bao nhiêu ký nè. Con là nó một con này là nó khoảng hơn 200 gram. Gần 400 gram. Đó, là con này là nó rất bự nha các bạn. Đây, con của anh Soda cân thử coi. Con của anh Soda cân là khoảng tầm 500, gần 500 gram. Rồi. Rồi, mua từ 2 kg trở lên thì giá là 360.000 nha các bạn. Rồi, Đa Mì nói là các bạn hãy ủng hộ cho cô Sạch Cần Giờ của mẹ mình nha. Các bạn hãy ủng hộ cho cô. Đây là tôm hùm cốm nha các bạn. Tôm hùm cốm nè các bạn. Đây là những con dài Mì, bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn.